phần trình bày của Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình với một cái bệnh nhân nữ 33 tuổi với chẩn đoán sơ bộ là đau ngực trái chưa rõ nguyên nhân, theo dõi u của phổi trái. Và xin mời Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình sẽ trình bày bệnh án. Vâng, em xin kính chào quý thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp và các đầu cầu ạ. Bệnh viện Quang Bình xin báo cáo các bệnh ạ. Bệnh nhân nữ 33 tuổi, địa chỉ ở Quang Bình, Hà Giang, vào viện hồi 8 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2021, lý do viện là đau ngực trái. Bệnh nhân này có tiền sử theo dõi u phổi trái, khám tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều năm 2019, điều trị kháng sinh nhiều đợt. Dị ứng kháng sinh cefotaxim tinidazole năm 2014 do phẫu thuật lấy thai. Tiền sử gia đình thì bố đẻ bị ca tụy. Về bệnh sử thì khoảng một tuần nay bệnh nhân thường xuyên xuất hiện đau tức ngực trái, vùng lưng phía dưới xương bả vai xuyên ra ngực trước, đau âm ỉ liên tục không lan, đau tăng khi hít sâu, gắng sức. Trong cơn đau thì có cảm giác khó thở. Bệnh nhân không ho, không khạc đờm, đã uống thuốc giảm đau paracetamol tại nhà. Tình trạng bệnh không giảm thì vào viện. Khám lúc vào bệnh nhân này tỉnh, thể trạng trung bình, da niêm mạc hồng, hạch ngoại vi không to, tim đều, T1, T2 rõ, tần số 80 chu kỳ trên phút, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm, gan lách không to, các chỉ số sinh tồn thì trong giới hạn bình thường. Các xét nghiệm em đã gửi lên hệ thống rồi ạ. Bệnh nhân này có một số những cái phim chụp ở tuyến ở những lần khám trước ạ, em đã gửi trên slide ạ. Chẩn đoán đau ngực trái chưa rõ nguyên nhân, theo dõi u phổi trái. Về điều trị thì hiện tại thì em dùng giảm đau paracetamol uống khi đau rồi ạ. Xin ý kiến hội chẩn thì trên bệnh nhân này thì cần những bổ sung những cận lâm sàng nào để chẩn đoán xác định và xin hướng điều trị tiếp theo ạ. Em xin cảm ơn các thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình. Bây giờ xin mời tiến sĩ Nguyễn Thái Bình ở chỗ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh. Ta cho phân tích về cái hình ảnh các em nó gửi lên. Đồng. Không được à? Dạ kính thưa giáo sư Việt, kính thưa các thầy, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Thì ở đây bệnh nhân nữ tương đối trẻ 33 tuổi. Bệnh nhân này đã có tiền sử phát hiện ra có tổn thương phổi cách đây khoảng 3 năm tại bệnh viện K. Theo như tôi đọc bệnh án thì là như vậy. Thế nhưng mà tôi muốn hỏi lại là tại thời điểm đó thì sau khi chẩn đoán là u phổi thì tại bệnh viện K thì đã làm gì rồi ạ? Đã xử trí gì cho Vâng bệnh em nhân chưa? dạ vâng em xin báo cáo thầy là khi mà bệnh nhân này khám tại bệnh viện K thì có kê đơn thuốc điều trị theo hướng là viêm phổi theo dõi u phổi trái, và ở viện K thì có được làm cả nội soi phế quản thì không không phát hiện bất thường ạ. Kê đơn thuốc kháng sinh, một nhóm kháng sinh beta lactam, cefotaxime thế hệ 3 và aminosit ạ. Vâng, cái thời điểm Về đó uống thì ạ. có sinh thiết không ạ? Dạ không không sinh thiết ạ. Vâng. À, tôi thấy là bệnh nhân cũng khá là đặc biệt bởi vì đã đi khám ở nhiều các cơ sở khác nhau, trong đấy đã đến cả những cơ sở tuyến cao nhất. À, khi đó thì không biết là các bạn có cái phim chụp lần trước ở trong tay đúng không ạ? Các bạn so sánh cái phim chụp lần này với phim chụp lần trước thì về mặt hình ảnh cái tổn thương nó có thay đổi gì không ạ? Dạ vâng, báo cáo thầy là em đã tham vấn ở chỗ bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh thì các bác bên chẩn đoán hình ảnh có kết luận là về mặt kích thước thì là so với lại cái phim cũ năm 2020 chụp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thì là có tăng hơn một chút, từ 2,8 cm lên 3,2 cm ạ.
Vâng. Và số lượng tổn thương thì có thay đổi không ạ? Số lượng tổn Dạ thương. không thay đổi ạ. Dạ không thay đổi ạ. Tức là trước đấy thì có bao nhiêu nốt thì bây giờ vẫn có từng đấy nốt thôi đúng không ạ? Em thấy các bác ở bên khoa chẩn đoán hình ảnh thì cũng không không thấy có nhận xét chi tiết hơn. Vâng. Nên các chị nên xem lại về cái hình ảnh cái phim chụp trước đó và so sánh với phim lần này, nó sẽ là cái tài liệu rất là quý. Thế nếu như mà chúng ta thấy nó không thay đổi nhiều gì về mặt hình ảnh, đặc biệt là trong vòng 1-2 năm mà tại vì về mặt nguyên lý thì một cái khối u trong vòng 1-2 năm nó sẽ to lên rất là rõ rệt cả về số lượng cả về kích thước. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng trên phim ở đây chụp vào ngày 28 tháng 9 thì có một cái vùng thuộc phân thủy 6 của phổi trái, thủy dưới phổi trái. Bên cho trong chiếu lên hình ảnh lên cho đây không thấy. Nhà bên kỹ thuật chiếu phim lên. Cho hình ảnh lên chứ nó không thì cái lúc đã nói về chẩn đoán hình ảnh là em luôn luôn lưu cái hình ảnh chứ đừng 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 chuyển sang cái phần người. Vâng. Vâng. Các anh các chị ở đâu các đầu cầu đã nhìn rõ phim chưa? Thì đây thì chúng ta thấy là nhu mô phổi trái thuộc cái thủy dưới, thuộc phân thủy 6 phổi dưới. Thủy dưới phổi trái thì chúng ta thấy có rất là nhiều các cái tổn thương nằm cạnh nhau, nó tạo thành một cái đám chứ không phải là chỉ có một tổn thương đơn độc. Trong đó thì có những cái tổn thương kích thước khoảng ở đây tôi đo kích thước tổn thương lớn nhất nó khoảng 11. Nếu như các bạn đo cả hai cái thì nó mới là 20. Hai cái nằm cạnh nhau thì các bạn đo mới là 20 mm. Thế còn thực tế là cái nốt lớn nhất nó chỉ có 13 mm mà thôi. Cái nốt tổn thương này nó có đặc điểm là cái ranh giới khá là rõ. Có tính chất tương đối là co kéo với cái dấu hiệu nếu như các bạn xem ở cái thì màng phổi cái cửa sổ trung thất thì chúng ta có thể thấy là nó có dấu hiệu co kéo cái màng phổi với các cái giải sơ kéo cái màng phổi làm dày màng phổi. Thêm nữa là các cái tổn thương này thì nếu như chúng ta để ý kỹ cái phế quản gốc, cái phế quản cùng cái chi phối cái vùng tổn thương á thì chúng ta thấy nó hơi giãn một chút. Đây là nhánh phế quản giãn. Đó. Và bên cạnh thì chúng ta thấy có các cái giải sơ. Có một vài các cái giải sơ. Mặc dù là tổn thương thì chưa thấy có vôi hóa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái trong trường hợp này nếu như so sánh với phim cũ mà chúng ta không thấy có nhiều thay đổi. Thì tôi hướng đến đây là một cái tổn thương lành tính. Và có lẽ là chúng ta nên tìm tầm soát thêm các cái xét nghiệm về tìm theo hướng bệnh nhân có thể bị mắc lao. Thế còn trên hình ảnh cũng như là trên xét nghiệm và lâm sàng thì không phù hợp lắm với một cái tổn thương viêm phổi do vi khuẩn. Xin hết ạ. Vâng. Đây là cái phân tích về chẩn đoán hình ảnh. Cái này có loại hoàn toàn được cái vấn đề về về ác tính gì không? Dạ, nếu như mà tổn thương đã kéo dài vài năm thì chúng ta thấy là không thấy ở trên phim có bất kỳ một cái dấu hiệu khác của di căn, ví dụ như hạch không thấy ở trong trung thất. Ví dụ như các xương của xương sườn, xương cột sống của bệnh nhân hoàn toàn không tổn thương. U phổi cũng hay di căn tuyến thượng thận thì ở bệnh nhân này cũng không thấy ạ. Vâng, tại vì chúng tôi nói thêm, chúng tôi vừa mới hội chẩn cho một cái cán bộ cũng tương đối cao cấp, đúng không ạ? Tức là bệnh nhân có một cái ca gan trước đây, thì sau đó là đã phẫu thuật cắt bỏ một cái thùy. Sau đó là 5 năm liền. 5 năm liền không có biến đổi gì cả. Thế sau đó tự nhiên lại thấy chụp lên hơi tức tức mà không có triệu chứng, đây là khám tình cờ lại thấy một số các cái nốt, và khi có một số các cái nốt nó xuất hiện ở trong gan thì nó tiến triển rất nhanh ở trong tất cả các trường đó. Cái trường hợp này thì rất tiếc là mình vẫn chưa làm được cái sinh thiết, đúng không ạ? Thành ra cũng hơi khó trong chẩn đoán. Vâng, giờ xin mời tiến sĩ Lê Hoàn chuyên ngành hô hấp cho ý kiến. Vâng, kính thưa thầy Việt, kính thưa các thầy cô, xin chào các bạn đồng nghiệp ạ. Bệnh nhân bệnh viện Quang Bình có bệnh nhân nữ 33 tuổi, lần này vào viện vì là xuất hiện cái triệu chứng đau cái vùng ngực bên trái, diễn biến khá là cấp tính khoảng một tuần nay. Với các cái triệu chứng như các bạn mô tả thì
giống một cái đau ngực kiểu màng phổi, tức là đau tăng lên khi ho, khi hít vào sâu, khi thay đổi tư thế, thì nó làm cái đau ngực kiểu màng phổi. Thế thì về khai thác tiền sử thì các bạn có khai thác được là cách đây 3 năm bệnh nhân có một cái tổn thương phổi, cũng đã làm các cái thăm dò chẩn đoán tại bệnh viện ca, và mình cũng không có bằng chứng gì về bệnh lý ác tính, và cũng đã theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang vào năm 2020. Thì qua các cái phim các bạn gửi thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái tổn thương năm 2020 có vẻ như là nó nhỏ đi so với cái tổn thương 2019. Tuy nhiên thì trên cái hình ảnh này, xin thầy Bình có thể nếu mà chiếu được đồng thời mấy cái hình ảnh lên được thì tốt. Lần này thì có vẻ như là cái tổn thương mà đông đặc ở cái thùy dưới phổi bên trái mà ở cái vị trí tổn thương cũ ấy, thì chúng ta thấy có vẻ như là nó hơi tăng kích thước lên một chút. Tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề là bên cạnh cái tổn thương cũ thì chúng ta xuất hiện thêm những cái tổn thương mới, tổn thương đông đặc phế nang ở cạnh cái nốt tổn thương cũ. Và trên cái hình ảnh cắt lớp vi tính mà các bạn chụp lần này có tiêm thuốc cản quang ấy, thì tôi cũng thấy là cái bắt thuốc cản quang sau tiêm ấy nó ít. Thế tôi cũng đồng ý với cả ý kiến của thầy Bình là thông thường những cái tổn thương mà nó tiến triển chậm như thế này thì thường nó mang tính chất lành tính. Và hiện nay thì cũng thấy có những cái dấu hiệu của dày màng phổi, tức là những tổn thương nó co kéo, thường nó liên quan đến các cái di chứng của các nhiễm trùng hơn là tổn thương ung thư di căn. Tôi muốn hỏi thêm các bạn một chút về tiền sử của gia đình, vì các bạn nói là có tiền sử bố mẹ thì bị ca, nhưng tiền sử trong gia đình ca tụy đúng không ạ? Bố đẻ bị ca tụy, nhưng những người thân trong gia đình thì có ai bị mắc lao không ạ? Dạ, những người thân khác thì không ai bị mắc lao ạ. Vâng, hiện nay thì bệnh nhân có triệu chứng khạc đờm không ạ? Và có sốt hay là gầy sút cân thì không? Không thể các bạn mô tả. Dạ vâng, báo cáo thầy, hiện tại thì bệnh nhân không có những triệu chứng như trên ạ. Vâng. Bệnh nhân này chỉ xuất hiện đau ngực khi mà gắng sức, ví dụ như là tập thể dục hoặc là lao động thể lực nặng thôi ạ. Vâng. Vâng, thế thì nó cũng phù hợp với cả các cái di chứng mà co kéo dày dính màng phổi, thì nếu mà bệnh nhân mà người ta thay đổi tư thế nhiều thì nó có thể gây ra cái triệu chứng đau ngực kiểu màng phổi. Thế còn hiện nay vì sau hơn một năm thì chúng ta thấy xuất hiện thêm các cái tổn thương mới quanh cái nốt tổn thương cũ, thì tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta cũng nên tìm thêm các cái căn nguyên nhiễm trùng, mặc dù trên lâm sàng thì chúng ta không thấy rõ các biểu hiện nhiễm trùng. Các bạn làm được các cái xét nghiệm bi lăng viêm như là máu lắng, CRP chưa? Hiện nay tôi không thấy có kết quả. Báo cáo thầy là ở Việt Nam thì đã làm được rồi, tuy nhiên là vì là hôm trước bệnh nhân vào thì chưa không có bằng chứng nhiễm trùng nên là em cũng chưa cho tầm soát ạ. Vâng, thực ra thì cái triệu chứng lần này của người ta là khá là cấp tính, cho nên là tôi vẫn mong các bạn sẽ làm để loại trừ các cái nguyên nhân nhiễm trùng cấp, có thể là do các cái nhiễm virus hoặc là nhiễm các cái vi khuẩn thêm, thì chúng ta sẽ loại trừ bằng cách là làm thêm các cái dấu ấn viêm như là CRP, như là máu lắng, mặc dù là công thức máu thì chúng ta thấy thì số lượng bạch cầu nó không tăng, đúng không? Thế còn trong trường hợp mà các triệu chứng nó vẫn tiếp tục diễn biến như thế này thì tôi cũng đồng ý với thầy Bình, trong trường hợp bệnh nhân này cần phải loại trừ bệnh lao. Nếu mà có thể được, bệnh nhân không có triệu chứng khạc đờm thì chúng ta sẽ cần thiết phải nội soi phế quản, thì có thể các bạn sẽ cần phải chuyển bệnh nhân lên bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang để có thể để nội soi phế quản ở trên đó mình loại trừ cho bệnh nhân các cái căn nguyên nhiễm trùng, đặc biệt là chú ý đến bệnh lao. Thế còn về cái hình ảnh này thì em cũng không nghĩ là một cái bệnh lý ung thư đấy ạ. Dạ. Về chuyên khoa thì em xin phép có mấy ý kiến như vậy, em xin hết. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàn. Em xin mời thạc sĩ Đào Tiến Lục, chuyên ngành ung bướu, đúng không ạ? Hãy cho ý kiến. Dạ vâng, em kính thưa thầy Việt, kính thưa tất cả thầy, cô, anh chị và các đầu cầu. Em với bệnh nhân rất trẻ tuổi mà hơn 3 năm trước bệnh viện ca trung ương các thầy đã hướng đến một cái tổn thương lành tính để cho điều trị nội khoa theo dõi, thì cái cơ hội của bệnh nhân này là lành tính là rất cao, nhất là 3 năm sau bệnh nhân vẫn còn có cơ hội để quay lại để gặp bác sĩ vì lý do gắng sức thì đau, thì càng cái định hướng đến cái là cái tổn thương ác tính là gần như không đặt ra trong tình huống này. Tất nhiên là mà như đồng chí Hoàn đã nói thì nó có thêm một cái tổn thương mới xung quanh nữa, và tổn thương này ở nhu mô phổi, nó ở phía ngoại vi rất gần màng phổi. Thì để mà đi đến cùng ấy, thì mình nên theo quan điểm của em thì nên làm một cái sinh thiết,
Sinh thiết một là để soi tươi tìm nấm nuôi làm PCR xác định có phải là lao hay không và tìm các nguyên nhân khác. Nhiều khi có thể là nguyên nhân do nấm, nguyên nhân do ký sinh trùng chẳng hạn, có thể gây ra cái tổn thương viêm phổi với ngoại vi mãn tính như vậy. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn anh Lục. Tôi thấy ý kiến của các thầy là mình thấy là thế này. Tôi hơi băn khoăn là thế này, người ta nữ 33 tuổi còn tương đối trẻ. Thế mà nó lai dai thế này thì mình phải cố gắng mình tìm cho người ta. Rồi mấy năm trước cũng đã xuống cả bệnh viện ca, tức là cái khả năng mà 3 năm rồi cái khối u nó không to lên thì cũng như các thầy nói, ta cũng có hy vọng là nó đây là ta hy vọng thôi chứ ta không phải là loại trừ được hoàn toàn đâu. Thế nhưng mà khả năng mà ác tính thì nó không nhiều. Nhưng hiện nay nhìn trên phim qua phân tích thì thấy là vừa viêm vừa xơ của nhu mô và của màng phổi. Đúng không? Thế giờ nhưng mà bây giờ vấn đề là tại sao viêm với đấy mà để lâu thế? Nó là cái nguyên nhân gì? Mình chưa rõ. Thế thì chúng ta biết là thế này, nếu với các trường hợp đó tôi nghĩ là cái trường hợp này tôi cũng ủng hộ như anh Lục. Tức là cái khối mà cái u đó nó ở sát ngay ở phía ngoài thì hoàn toàn ta có thể sinh thiết được, đúng không ạ? Mà nếu mà khó nữa thì lúc ấy ta soi phế quản để mà ta có thể tìm tổn thương hoặc là sinh thiết qua cái soi. Nhưng ở đây tôi thấy là cái khối nó sát ở lồng ngực lắm, thì hoàn toàn có thể sinh thiết qua qua lồng ngực được. Tôi nghĩ là như thế, đấy là cái về vấn đề để có cái chẩn đoán. Vấn đề là bố lại ca tụy, đúng không ạ? Thì cái nhà mà ấy thì mình cũng phải cẩn thận hơn. Các cái đối tượng khác không biết là nó có vấn đề gì không. Nhưng không phải là cứ bố bị thì con bị, nhưng mà mình cũng phải có cái lưu ý thêm. Thế bây giờ chỉ có cái là trong cái chẩn đoán cuối cùng của anh em đề là một cái đau ngực chưa rõ nguyên nhân, đúng không ạ? Thì tôi thấy là thế này, đúng là cái đau ngực ấy, thì phải nói là chẩn đoán một cái đau ngực không hề dễ, không hề dễ vì nó nhiều nguyên nhân lắm. Nhân đây tôi xin nói luôn, trường hợp này thì tôi còn tương đối trẻ, thế nhưng mà với một trường hợp đau ngực, nói chung mình sợ nhất là có cái nguyên nhân gì của tim, mà nhất là của mạch vành, có không, đúng không ạ? Thế nhưng trường hợp này thì nó khá là trẻ, tôi nói thế để chúng ta thấy là đứng trước một cái trường hợp đau ngực, phải xem là nguyên nhân về tim mạch có không, vì chúng ta biết là cả cái lồng ngực như này, tim này, phổi này, trung thất này, đúng không ạ? Rồi là các nguyên nhân của cơ, của xương khớp ở đây nữa. Thế thì tôi lưu ý anh em là này, đứng trước một cái trường hợp đau ngực, phải xem đầu tiên là về tim mạch, vì các cái tổn thương của tim mạch nó khá là nặng và diễn biến rất là nhanh. Thì có phải là có động mạch vành không? Có hẹp hay là hở các van tim không? Có các rối loạn nhịp tim, ví dụ ngoại tâm thu. Có nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp là đau ngực là do nhịp tim nó không đều, nó cứ hẫng hẫng ở ngực ấy, người ta đau ngực. Hoặc là rung nhĩ, loạn nhịp hoàn toàn. Hoặc là có trường hợp nó tràn dịch của màng ngoài tim hay là suy tim, vân vân, thì cũng đau ngực. Thế rồi các nguyên nhân ở phổi, phổi có rất nhiều nguyên nhân. Đúng không ạ? Người ta viêm cũng bị, người ta khối u cũng đau ngực, người ta nhồi máu phổi cũng đau ngực nhiều, người ta tràn dịch màng phổi. Thế rồi là các cái trường hợp khối u ở trong trung thất, vân vân, tức là ta phải có cái loại. Nhưng mà thực ra khi khám tim mạch tôi mới thấy là có khá nhiều các trường hợp người ta nghĩ là tim, nhưng mà thực ra lại là có nguyên nhân là khá thường gặp là do trào ngược của dạ dày thực quản. Người ta đau ngực, đúng không ạ? Người ta cứ cảm thấy là nó từ cái chỗ thượng vị này nó cứ dâng dâng lên và muốn ợ hơi, ợ chua. Và có nhiều trường hợp thì lại khám lại thêm là tổn thương cả của họng mãn tính nó kéo dài nữa. Thì trường hợp đó phải xem là có cái nguyên nhân của trào ngược dạ dày hay không. Thế còn với trường hợp này thì tôi vẫn nghĩ là nếu mà chúng ta sinh thiết được thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi là xem xét được cái nguyên nhân. Mà sinh thiết thì ta sẽ xem là soi luôn, tìm vi khuẩn, tìm xem nấm hay là tế bào ác tính có hay không, thì hoàn toàn chúng ta đứng về mặt tế bào, đứng về mặt vi khuẩn về nấm chúng ta hoàn toàn có thể biết được. Và khi biết thì mới có được cái điều trị nó triệt để, nó đúng hơn. Thế nếu mà mình chưa làm được đây thì có lẽ là như các thầy nói đấy, ta chuyển lên các cái tuyến cao hơn của bệnh viện tỉnh để mà từ đó chúng ta có được cái kỹ thuật nó chẩn đoán tốt hơn, và vì vậy thì mới có được cái phương thức điều trị nó hợp lý hơn. Và chỗ bệnh viện Quang Bình chúng ta có ý kiến gì không ạ? Dạ vâng, em xin báo cáo thầy là bệnh nhân này thì là đã được làm điện tim thì cũng nhịp xoang đều, và làm siêu âm tim thì bác sĩ siêu âm cũng kết luận là siêu âm tim không có gì đặc biệt ạ.
Ngoài ra thì là bệnh nhân này trước đây cũng đã đi khám ở các cái tuyến cao hơn, tuyến tỉnh, tuyến trung ương thì bệnh nhân có phản hồi lại là các bác sĩ nói là cái khối u nhỏ không 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 sinh thiết thì không sinh thiết ạ. Điều trị theo hướng viêm. Vâng. Ngoài ra thì vấn đề là thế này nhé, viêm cứ điều trị theo hướng viêm nhưng mà điều trị mãi nó không khỏi. Thế tức là mình lại phải xem là vấn đề đó. Nhân tiện mà em đang nói cái điện đồ thì cho chiếu hộ tôi cái điện đồ lên cái. Nó chiếu cái điện đồ này. Tôi thấy có gửi lên đấy mà. Vâng, có cho to lên được tiếng. Em cho to hẳn lên. Ở đây thì cái điện đồ ta nhìn thấy, ta có thấy cái gì đặc biệt không ạ? Cái này nó hơi hơi nhỏ nhỉ. Vâng. Nếu mà anh em mà nhìn kỹ thì có thấy, anh em có thấy có gì bất thường không? Cái này thường thường mình không, tại vì sao? Trong các nguyên nhân gây đau ngực ấy, ngoài nguyên nhân mạch vành thì nó có nguyên nhân là các cái rối loạn nhịp tim. Trong các rối loạn nhịp tim thì nó có một cái nguyên nhân là hay bị các cái cơn nhịp nhanh, mà các cái cơn nhịp nhanh thì lại hay có liên quan đến hội chứng. Nó gọi là hội chứng Wolff-Parkinson-White. Trong hội chứng Wolff-Parkinson-White thì nó có cái gọi là đường dẫn truyền tắt. Thì ta thấy là PR, PQ hoặc là PR. Ta nhìn đây là ta thấy bất thường. Ở chỗ sóng T nó bắt ngay vào cái sóng R. Đúng không ạ? Gần như đoạn PQ gần như không có nữa. PQ chính bằng cái gọi là của sóng T luôn. Ta nhìn cái đạo trình D2 đấy. Đúng không ạ? T nó dính luôn vào. Thế thì cái này rất may là nó lại không phải là có cái sóng delta, không có hình ảnh của hội chứng Wolff-Parkinson-White ở đây, nhưng mà chỉ có một cái nó gọi là PR ngắn hay là PQ ngắn, người ta gọi là hội chứng Logano-Levin, đúng không ạ? LGL. Thì cái hội chứng này đôi khi cũng gây ra cơn nhịp nhanh, đúng không ạ? Rất may là cái bệnh nhân này thì chưa có cái triệu chứng của cơn nhịp nhanh, nhưng nói thế để thấy là nếu mà đọc trên điện tâm đồ đấy thì cái này cũng có một cái bất thường là PE rất ngắn hay là PQ rất ngắn, người ta gọi là hội chứng Logano-Levin. Đấy, nhân tiện cái điện đồ chúng tôi xin trao đổi như thế. Thế còn về nguyên tắc, bệnh nhân này lại chạy đến 3 năm rồi cứ loay quay đi quay lại. Bây giờ viêm nhiễm chỗ nào cũng bảo viêm nhiễm, bảo viêm nhiễm chữa mãi không được. Thế thì cố gắng ta sẽ chuyển lên cái tuyến trên để mà theo chúng tôi là có cái sinh thiết, và từ cái sinh thiết đó xem là mặt tế bào, xem mặt vi trùng về nấm. Ta cố gắng tìm được cái nguyên nhân thì lúc đó ta cái điều trị nó mới triệt để hơn được. Em xin phép thầy ý kiến thêm một chút. Vâng. Vâng. Em xin phép hỏi đầu cầu các bạn ở Quang Bình là cái triệu chứng đau của bệnh nhân, cái vị trí đau ấy, các bạn thấy nó có tương xứng với cả cái vùng tổn thương phổi không ạ? Nó ngay ở chỗ cái mạng sườn bên trái. Dạ vâng, báo thầy là có thầy ạ. Vì vâng. Bệnh nhân có bệnh nhân có kể lại là khi nào mà tập thể dục hoặc là vận động mạnh thì sẽ đau ở vùng phía ngực lưng đấy. Thực ra về lâm sàng thì em vẫn hướng đến các cái bệnh lý nhiễm trùng thôi ạ. Tất nhiên là mình sẽ phải xem là trên các cái tổn thương cũ của bệnh nhân có thể là có một cái nhiễm trùng cấp tính, thì mình sẽ dựa vào các cái bi lăng viêm hiện nay, cũng như là có thể mình cũng bắt đầu bằng điều trị một cái kháng sinh trị liệu ngắn ngày khoảng 5 đến 7 ngày, vì hiện nay các bạn mới chỉ điều trị triệu chứng bằng paracetamol thôi. Sau đó nếu mà các triệu chứng nó ít cải thiện thì chúng ta nên làm kỹ hơn như thầy nói, như thầy Việt nói, là làm các cái thăm dò về các cái căn nguyên vi sinh, mình cần phải nội soi phế quản để tìm, đặc biệt là chú ý đến bệnh lao. Và cuối cùng nếu mà các cái xét nghiệm qua nội soi phế quản mình vẫn không tìm thấy các nhiễm trùng mãn tính như lao, như nấm, thì chúng ta cũng có thể sinh thiết vào cái nốt mà tỉ trọng tổ chức ở sát màng phổi, thì chúng ta cũng có thể có thêm những cái bằng chứng về mô bệnh. Thì đấy là cái cách thức để chúng ta tiếp cận chẩn đoán bệnh nhân này. Em xin hết ạ. Vâng. Anh em ở chỗ Bệnh viện Đa khoa Quang Bình còn ý kiến gì không? Đúng, em xin có một ý kiến là bệnh nhân này thì có tiền sử là như bệnh nhân mô tả lại thì là có dị ứng với lại cefotaxim và tinidazole. Thế thì nếu như mà bây giờ dùng một đợt kháng sinh thì xin ý kiến thầy là có nên cho cấy luôn cả kháng sinh đồ để dùng hay là dùng theo đơn của bệnh viện? Mình sẽ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm thôi. Theo tôi thì nếu mà bệnh nhân có tiền sử dị ứng với cả beta-lactam ấy
thì các bạn có thể sử dụng một cái quinolone hô hấp như là levofloxacin hoặc là moxifloxacin, thì cái đấy nó cũng sẽ phủ được những cái nhiễm trùng hô hấp cơ bản. Thế còn cái việc mình dùng quinolone mà ngắn ngày thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chuyện mà để chẩn đoán bệnh lao. Cá nhân tôi thì tôi vẫn hướng đến là một cái nhiễm trùng mãn tính mà mình chưa được giải quyết, đấy là bệnh lao, cho nên là nó cứ dai dẳng ở cơ thể bệnh nhân, vì bệnh nhân trẻ và cái tình trạng nhiễm trùng nó cũng không phải là quá nặng, cho nên là nó cứ dai dẳng như vậy ạ. Vâng, em xin cảm ơn các thầy ạ. Vâng, thôi xin cảm ơn phần trình bày của Bệnh viện Đa khoa Quang Bình. Vâng, chúng ta lại có một câu cái bệnh nhân thứ tư cũng là của Quang Bình đúng không ạ? Vâng, cảm ơn. Vâng, xin mời ca tiếp của Bệnh viện Đa khoa Quang Bình là bệnh nhân nam 45 tuổi với chẩn đoán sơ bộ là đau bụng chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm hoại tử góc hồi minh tràng. Đấy, tức là Quang Bình hôm nay có hai ca, một ca là đau ngực trái chưa rõ nguyên nhân, ca này thì đau bụng chưa rõ nguyên nhân, đúng không ạ? Thế thành ra là vâng, xin mời bệnh viện.